Ok, chẳng dương và to mê riêng dương tuyến mùi ngàn như thế này nhưng về ông phí tập biếp này ca custom này edit bao dương có đôi chi dương đặt custom này button bao dương đây chỉ thôi mà đá nó android button edit bao viết ở tới xa đây chẳng lấy nhóm giờ sample mùi lấy ưu thọ thay nhóm giờ copy này button pay nắng cho mùi nắng nè. Ok chân làm bay custom bán dương trời và cả nơi result mùi nhật nông folder đời nè nè trò bò nè chân dân rai kịch lưu viên với dân dân nhủ nhủ với dân dân trò bò result file. Ok và trò bò dịch đặt custom nhà mà ok custom cpu dòng ok ok mà chân default vào viết cứ selector anh chân dương prapra selector viên miền lượng cho anh chân đang xem xếp anh chân dương đô viên mà pra nữ xếp về cứ thay dương chọn cu vậy ok anh chân chân và tổ mớ nhưng trở ai bập hết này xếp bỏ dương đã xếp bỏ dương chưa bập hết ở kì nhưng chứng dương ai vừa bán chứng dương ai ok nên là mình ngồi nó xếp bờ dương chi bập hết rectangle chứng dương như vitamin nào tập bị bay á chờ mơ xếp bờ dương vitamin tràn ok bắt đầu máu dương trợ đặt bây xanh thì dương chọn đại kê dương trợ đặt dương trợ chọn đại kê chẳng và tổ máu dương đặt nơi kể điên ở kia những đã credit này vía trong tổ máy này trong ví dụ đã android đã năm mươi máu ok android app hay dụng đã color chạy ok dụng khuyên vi chạy màu nhưng mình này đang đi kêu chị tụng home screen mà dưỡng hay dụng đã color đây nơi trong và chọn vào viết cái video chạy nhà bộ này nên là dương chọn đã bỏ ấy tới nhưng đã bỏ không ai ok chạy ngói bỏ không ai chính dương đã android start chọn đã bỏ ấy như chọn chọn đã bỏ soi đúng không bắt chích phí nhưng chọn chọn đã bỏ soi đúng không nên đi chạy nha nhưng tôi liều đi nhờ ai giờ bỏ đi thì nó rồi khơi bỏ nó rồi nhiều bỏ đi ok chẳng phần năng này nè ok chẳng ba này nó mới nên dừng chạm bỏ việc tây hằng không bàn phần năng ấy mình chẳng mình chặn cái credit bên này chặn chẳng vì mình po đôi chim mía vì mình po nó trong cả đám mấy kiệt đã center mi center và lớn nhưng ai giờ po nị mà vì ai chặn đánh po này thì hãy chặn đánh po thằng tay chỉ thôi mà nát kia giờ tập đi po ấy cứ thay tại dương lang bay po với từ liều rồi ok
អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់បាននៅធម្មតានេះវាជ្រុងអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ដាក់ឲ្យវាកោនយើងអាចដាក់នៅដូចជាយើងដាក់រង្វង់ជុំវិញវាយើងដាក់រង្វង់ជុំវិញវាគេប្រើនៅ snoke snoke បន្ទាប់មកយើងដាក់នៅវៃហាយវាយើងដាក់វាហ្មងអូខេយើងដាក់វា 5dp អូខេអញ្ចឹងគឺវាចេញវងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ 3dp អញ្ចឹងមកអូខេហើយយើងដាក់ color របស់វាយើងចង់បានអារង្វង់ពណ៌អីគេឥឡូវយើងចង់ដាក់ពណ៌ផ្កាឈូកវិញអូខេអញ្ចឹងចឹងមានន័យថាយើងបានដាក់ឲ្យវងអញ្ចឹងមានន័យថានេះវាជ្រុងអាកាច់កែងនេះវាជ្រុងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាមូលអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនៅ corner បានយើងប្រើនៅ corner មកអូខេបន្ទាប់មកយើងប្រើនៅ radium យើងដាក់ប្រហែល dp យើងដាក់ 20dp អូខេវាឃើញវាកោងណាស់ហ្នឹងយើងដាក់100dp វាកោងកាន់តែខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែ 10dp ទៅ 20dp ទៅឃើញវាកោងស្អាតអញ្ចឹងអានេះយើងបានបង្កើតនៅលក្ខណៈថាជា template ហ្នឹងបើយើងនិយាយធម្មតាជា template អញ្ចឹងយើងឃើញយើងចូលទៅប៊ូតយើងចូលទៅអាកន្លែងបច្ចេកចាស់របស់យើងយើងឃើញមានវិទ្យុពីរនេះអញ្ចឹងឃើញវាអត់ស្អាតទេវាដូចឆ្កុយឆ្កុយមានន័យថាវាអត់ស្អាតមកវាអត់ស្អាតឃើញវាអត់មានក្បាលមានអីអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាបានយើងចូលមកកាន់អា editing របស់យើងហ្នឹងហើយយើងដាក់នៅ background របស់វាយើងស្ទេ background ហើយយើង add នៅ draw more custom fit ដែលយើងបានដាក់មិញឃើញវាចេញមកតែដោយសារតែវាទួយវាអត់ស្គាល់ទំហំអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចដាក់ pending បានអូខេយើងដាក់ pending 20ដាក់ឲ្យវាធំ 10dp អីចឹងមកអូខេឬមួយក៏ 15dp អីចឹងមកអូខេឃើញវារត់ទេពីដំបូងមកអសពសអញ្ចឹងដល់ពណ៌នេះពណ៌ខៀវវាដូចជាមួយនឹង template របស់យើងអូខេហើយចំពោះpassword ក៏យើងដាក់ដូចគ្នាដែរយើងដាក់ដូចគ្នាមកយើង copy មកអូខេគឺដូចគ្នាបើសិនយើងចង់បានប្រភេទផ្សេងគ្នា mode ផ្សេងគ្នាយើងដាក់ផ្សេងគ្នាទៅហ្នឹងហើយអានេះយើងឯមកយើងទៅ custom មួយទៀតឲ្យយើងមកអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានចឹងមួយមកខ្ញុំ copy អាហ្នឹងមួយទៀតមកខ្ញុំដាក់ save underscore time ដាក់មួយយើងអូខេមួយយើងហើយខ្ញុំបដូរអាមួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំដាក់ពណ៌អីផ្សេងយ៉ាងមកដាក់ពណ៌នេះម្ដងហើយអានេះយើង start ចេញពីពណ៌យើង start ចេញពីពណ៌អីគេមកពណ៌វាពណ៌ផ្កាឈូកយើង start ចេញពីពណ៌ណាយស្រាយើងគេមកពណ៌សហ្នឹងក៏បានវាស្អាតអញ្ចឹងអា corner អា snoke នេះយើងអាចដាក់ពណ៌ផ្សេងមកយើងអាចដាក់ពណ៌មកពណ៌ black មកអូខេបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់អានេះរបស់យើងវិញយើងដូរអានេះដាក់ save របស់យើងដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះថ្មីមកអូខេឃើញវាបានថ្មីហេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចធ្វើមួយមួយទៅបានប៊ូតុងដូចគ្នាដែរបើសិនយើងចង់បានម៉ូដអីផ្សេងយើងអាច check មើលសំខាន់ខ្ញុំប្រាប់ property ប៉ុណ្ណឹងយើងអាច check មើលមាន property ទៀតទៅសេទៅ Android មានស្អីទៀតនេះអញ្ចឹងយើងសាកប្រើមួយទៅខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអង្គុយទៅសេឲ្យទាំងអស់វាច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដឹងថានេះសំខាន់គឺអាគោលរបស់វានេះ
ta à gradin đấy bị thơ say đỉnh chạm qua nghe snob mà lại chạm vào tuột corner đấy đại cao mà đi nhưng tên chắc nó đưa cho viên miếng say say tiền chẳng này nè miền bút tông left ấy nè dùng ai chạy quay chạy mưa 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 bên nhóm prap vì flow bên năng hay dùng ai chạy mưa 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 từ anh ấy còn lơ cao bằng hai mà chân bút tông vào dưới có dùng ai đặt mà nãy dùng đặt ngay ở background bằng việc được nhé bút tông hay dùng giờ add draw wall dùng đặt xếp mùi mà ok ban được cái gì nè visa thì khơi viên miền visa trên môn bất sân dùng giờ thòm đá thòm đá bia default với ở xa đi chẳng tới bây giờ chơi đi giá nhưng có tôi quay xe đi giá nhỏ xa chứ nhưng tới để xa nhưng mà sẽ chạy đi giá chứ ok chẳng là vì lo vì lâu gì mà ok hay ok chẳng vì tôi nên là bản năng tế xong chui subscribe channel được học nhé đồng bây giờ tôi bạn mê rèn và to tiền ok hay dư nên chụp nhé nữ video và to tiền ok bye bye.